Cái dây này, dây điện này là nhà của có đúng không? Vâng. Ôi giời ơi, thế mỗi lần muốn muốn có điện dùng là phải về đây à? Không thì à, gọi điện à? Không phải gọi, tự cắm. Tự cắm? Làm gì anh phải bảo cái cắm à? Cứ nghĩa là anh Pó nói là mình hiểu là mình sẽ cắm ở đây lên. Thế sao không, thế sao không kéo hẳn một cái dây lên hả Pó? Dạ. Sao không kéo hẳn một dây riêng lên nhà trên đấy? Dây riêng của em là dây đi theo con đường như ở núi rừng kia. À, núi rừng kia thì à? Thế trên kia là ở thật hay là ở tạm? Trên kia là nhà em, là nhà thật rồi anh. Ở nhà thật rồi. Nhà thật nó có phong thủ. À, trước là ở đây đúng không? Vâng, trước đây nhà đây là bố mẹ lấy xe. À, đấy bố mẹ giàu thế mà nhà to này. Không đâu, bố mẹ lấy tiền của em xây. À, lấy tiền của em xây à? Giờ em không còn được à. Đây, đi về đi. Bây giờ mua một chê ơi. Gặt xong chưa? Xong rồi còn một thưởng ở bên kia. Đấy, lúa ở đâu? Lúa của em ở bên tỉnh nào bán kia anh. À, bây giờ gặt về để trên nhà. Vâng. Năm nay để ít lắm, được còn mấy bao. Mấy bao? Có đột liệu có đói ăn không? Em không biết được rồi anh. Không biết được đâu hả? Vâng. Đi nhà em đi anh. Ờ, ok. Bộ thôi. Đây nữa. Ngay đây rồi. Đây, đây là Phó ơi. Vâng, vâng. Không cần đâu anh. Vâng. Có cần tháo cái này không? Không cần. Sao cái cúng. Cúng cái gì mà cúng nhiều thế? Nó có người đồng hậu ở bên kia, nó về bên em. Cảm giác nó đi tắm gáy về nó không sạch vào nhà mình ấy. Xong bây giờ khó, rất khổ. Chết. Vâng. Em đi trước nhá. Đi. Đi lên trên này đợi. Hả? Cứ xưa. Đi nước lại tắm cổ của người này. Đi lên thăm anh Pó này một tí. Anh nhìn anh Pó tí. Anh kia xuống dưới kia mua ít đồ đó. Xe nha. Cái nhà lò là treo lò là thôi. Xe đấy. Nhà ở già đây nhỉ, đây nhìn thấy không? Mở xong trong kia đó. Mở mẹ. Mua cho chồng mẹ. Sao sao chơi à? Vâng. Thank you.
Tết có cúng à? Ừ. Cúng cái gì? Cúng trẻ con. Trẻ con làm sao? Vừa sinh ra thì cúng. Trẻ con. À, đấy là cúng đặt tên trẻ con đúng không? Đây, lên nhà anh Pó đây. À, ấy. Chữ. Chữ là út nha. Út của Pó phải không? Ôi giờ lạnh lạnh rồi đấy. Ô, cầm cái trứng. Nặng cái gì? Có 60 con gà có gì mà nặng? Đấy có gì mà nặng? Đi. Đó. Xách được không? Cũng được à. Các bác theo chân cháu Hiệp lên nhà của em Pó vỡ sọ nhá. Cái này là cái gì đây? Nhà của Tà. Hả? Nhà của Tân Gáy, cả của anh Pó ấy. Cái nhà mà trước kia nó bé bé xong cứ bị xong là chưa khỏi, xong là lạc cái nhà này xong là khỏi luôn. À, à cái này là cái nhà mà ngày trước cúng à? Vâng. Cúng xong làm cái nhà. Sáu năm rồi. À, thế người Mông là ốm nhiều quá không khỏi làm một cái nhà tạm ở đây cho ở. Ý là dùng đến thì mới làm. À. Chứ không phải là chôn người dưới này xong lập cái nhà đâu gì. Sợ thế đây đổ đến nơi rồi. Đây này sao ông Pó không kéo điện từ đây nhỉ? Với cả là phải có hộ khẩu riêng đúng không? Đấy, lúc này anh em mình đang nhìn cái đường điện này. À, thanh niên này là em trai út của Pó vỡ sọ mọi người nhé. Đấy. Thì là anh em mình hẹn 3 hôm rồi không gặp được Pó vì Pó hay đi làm muộn. Toàn đi làm đập lúa nhỉ. Mùa này đập lúa. Ủ đây có hoa hồi này, cây hồi này. Đấy. Ơi, vợ về rồi à? Thế sao quần áo con gái nhiều thế? À, cái con à. Bây giờ mới được nhìn nhà của em Pó ban ngày. Bởi vì mọi lần anh em mình vào là toàn ban đêm với cả sương mù thôi. Đây là căn nhà nhỏ mà em Pó đi làm thuê, tự làm được. Thậm chí là có cả tiền cho bố mẹ xây cái nhà đó, lúc nãy anh em mình chia sẻ đấy. Đấy. Hoàn cảnh của em Pó thì em ấy là người từ cõi chết trở về. Từ cõi chết trở về mọi người ạ. Cái nhà này là xây trước khi em bị tai nạn à? Không, em chưa bị rồi anh ạ. À, thì là trước khi em bị tai nạn là xây rồi đúng không? Vâng. À. Đây là em xây được 3 năm, năm nay là năm thứ 4. À, nhà này em tự xây. Tự xây hết. Vâng. Đấy. Lúc đấy là giỏi thế mà vợ vẫn bỏ đi nhỉ? Thế mới đều chứ. Bây giờ em không muốn nói về cái câu chuyện của em. Em rất khổ. Khổ. Trời sắp mưa sắp nắng cứ như kiểu có người kéo eo. Với lại đó là mình choáng và mình sẽ cứ kiểu như là đơ đi đúng không? Choáng đi. Với lại bên mắt này cứ giống như kiểu có 2 năm đấn rồi. Lúc nào cũng có người dí mặt vào mắt mình đúng không? Vâng. Đấy. Bây giờ nhà em có phong tục rất nhiều, cho nên em vẫn phải cống mất 2-3 triệu. Phải 2-3 triệu. Thế lúc này em bảo là nó ai sang nhà mình à? Em. Đấy là anh Đồng Hâu. À, nó đi tắm gáy về, kiểu nó ngủ bên gáy về nó vào nhà mình. À. Đấy là có. Họ lại về nhà mình trước xong mới về nhà họ đúng không? Vâng, với lại trước thế chứ. Trước vợ em nó sắp đi làm nó chửi em, nó bảo ôi giời, chắc chồng sắp chết rồi, trời ơi, nó cứ kêu trời mấy nên bây giờ cũng có câu chuyện nhiều lắm. À. Rất mất. Ý là chửi rủa mình nhiều đúng không? Vâng. Đấy. Với lại đứa con này nó vẫn phải, nếu cống thì nó vẫn phải mất nhiều tiền, với lại mất nhiều con gà cắt kiểu. Ừ. Đi đổi nó. Thế là cái này là em tự biết hay là ai bói cho? Em đi xe thầy bói về. À. Đi xe nhà thầy bói về. À. Nhưng mà cái chuyện mà người ta đi chơi gái rồi lung tung về xong về nhà mình trước là cái đấy là có thật đấy nhỉ? Vâng. Mình mà không quét nhà là làm ăn không được đâu. Vâng. Với lại cái đấy là em đi xem thầy bói nó kia nói đúng hẳn mà, nó bảo em ạ, bà con ạ, nhà con thì thầy nói thật nhé, có người không xảy vào nhà rồi, kiểu đấy, em cũng không tin tưởng đâu, nhưng mà nó nói hết hàm, nó bảo người đấy nó vào nhà nó chưa ăn cơ chưa là gì hết, nó chỉ ngồi tí đi thôi, thế kiểu đấy là đúng đúng luôn. Đúng ông Đồng Hà mình luôn. Vâng. Thế
Thế bây giờ kể ra thì gia đình của họ chẳng tan nát à? Em bực lắm, lúc em đi xem về em chửi mà, em chửi nó mà. Em bảo anh không sạch mà anh vẫn cố vào nhà. Trinh! Cơ thì nó. Xong đi đâu bây giờ? Em chặt cái chén. Em bây giờ thì rất khổ, không biết nói. Thôi, mình vừa phải thôi, em cứ chặt chơi đi nhé. Bây giờ nói chuyện. Vợ gọi điện về nói mấy câu với mẹ, xong là vợ nói với em là vợ chửi em luôn mà. Chửi. Thế liên hệ được với vợ rồi à? Nó tự gọi điện về anh ạ. À, gọi điện cho em à? Nó gọi về cho số điện thoại của mẹ thôi, em điện thoại hỏng. À, mẹ của em gì? Vâng. Xong là bảo gì? Nó bảo là bố có về nữa không? Chắc vẫn về đấy, hay không về thì em vẫn không biết đâu anh ạ. Nó bảo là các bố con của nó vẫn ăn cơm với lại vẫn không bị bệnh cắt kiểu chứ. Xong mẹ bảo là cái thằng này nó khoa cơ mấy với lại có nhiều chuyện thôi kiểu đấy. Xong là nó nói chuyện với em, nó em cần điện thoại luôn là nó chửi luôn mà. Chửi nó, cái gì? Nó bảo anh trông co kiểu đấy à, anh đi làm, lúc anh đi làm anh thấy em trông co thế nào. Xong là em mới nói bảo là lúc anh đi làm là em không bị bệnh, lúc em đi làm anh bị bệnh rồi mà em nói kiểu đấy à. Xong nó chửi, nó tắt máy mà. Nó bảo nó nói thế thì thôi nhá, em hết câu nói rồi, thế thôi kiểu đấy. Là chỉ về gọi một cuộc điện thoại ngắn ngủn thế thôi. Vâng. Ok, em cứ chặt lấy củi đi. Đấy, ôi giời ơi, đúng là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Hôm nay thì em có chia sẻ là vợ có gọi điện về rồi. Vợ thì đi với bố của chúa rồi này, đúng không? Bố của chúa là bao nhiêu tuổi, ba mấy? 38. Thế vợ của anh Pó bao nhiêu? Hai mấy thôi đúng không? Đi cùng một chuyến đấy đúng không? Thế là bố của... Có ai đi thì đi cùng nhau. Đi cùng. Hừ, khiếu một mình yêu. Khiếu một mình yêu. Anh đến đây thì nó bảo tao ở tao không chung mày. Cái gì? Tao ở tao gì? Tao ở nhà chúng mày. Hả? Ý là tao ở nhà tao nhìn chúng mày để ăn à, đúng không? Kiểu thế. Ôi, 38 tuổi thì còn trẻ mà. Hơn chú có 8 tuổi. À, tóc bạc hết rồi hả? Vào nhà ngồi đi anh. Ok. Bảo bảo em kêu vào nhà ngồi. Đấy. Anh mua 2 khay trứng nhá. Vâng, cảm ơn anh nhá. Anh cũng mất công về tham gia đình anh em chỉ làm con chim bồ câu đưa thư thôi. Thế quần áo vợ cứ để đấy nhá, biết đâu Tết vợ về đấy. Chắc nó vẫn về đấy, nhưng mà nó... Bây giờ em khỏe mạnh rồi, anh nghĩ nó không bỏ đâu. Nhưng mà về thì vui mà không về thì thôi. Em thì không biết đâu anh ạ, ban ngày chỉ lo cho các con với lại đi làm. Ngồi đi em. Ngồi chín đấy. Đây là lúa nhà mình à? Vâng, đây được mấy bầu. Năm nay mất một nửa. Mất nửa. Vâng. Chết bông đúng không? Kiểu nó chết hết cả, nó cháo hết. Nhà của anh cũng thế. Nói chung là... Sơ. Hai đứa đi học chưa về à? Chưa. Mất tổ. Năm nay là được một nửa lúa thôi, thế thì liệu có đói không? Có đấy anh ạ. Lúa này không đủ đâu, nhưng mà ăn ngô nữa thì ngô vẫn nữa. Không hết được. Thế bây giờ là em vẫn tự đi gặt à? Vâng. Ồ, còn chuột à? Nhiều chuột lắm. Tự gặt tự chở à? Bố chở cho anh ạ, em không dám lấy xe. Mình chỉ cắt thôi đúng không? Vâng. Với đập thôi. Vâng. Ôi ồ, em bây giờ em cật máy mà. Lấy máy cật. Mượn máy của anh em nó đi cật. Thế là năm nay mất mùa. Vâng. Bây giờ đó. Còn phơi nữa chứ, em làm gì có sân mà phơi. Em ở phơi ở dưới được mà mấy thưởng đất em đã có ở dưới kia anh. Chỗ đang làm cỏ đấy à? Vâng. Bây giờ là chỉ có chăm con với cả phơi lúa là cũng hết tháng 10 rồi. Vẫn phải đi lấy củi. Bây giờ nước của em cũng ở trên này, nước không sạch nên em đi lấy hẳn nước ở hàng ở dưới cái đá to kia, xà phết. Đi điệu à? Vâng. Ô. Em vừa vác nước này. Ôi rồi ôi, vẫn đi vác nước điệu như các cháu. Vâng. Như nhà của bạn này là em vừa mới, anh vừa mới lắp máy bơm cho, nên là đỡ vất vả rồi. Vâng. Anh gửi cho Pó 1 triệu nhé. À đâu, 800 mấy này anh mua trứng rồi. Sao anh lại đưa tiền cho em hả anh? Chào cắt
Ái xã, ái xã. Chào các bạn nha. Bà với Sùng chào các bạn nha. Chào bác chưa? Con chào bác chưa? Ra đây cháu nào. Chào bác đi. À, con chào bác nào. Cháu chào bác. Cháu chào bác. Ui giời, quá cháu tuyệt vời. Chào chú nữa. Đi chào chú nữa. Ôi giời ơi. Được lắm. Tuyệt vời đấy, hai đứa con này. Có đói cơm không con? Có hả? Thế bố cho cơm đi ăn hết rồi à? Vâng. À, đây mai có trứng rồi nhá. Anh lại mua đồ cho em, anh vất vả quá. Ờ, à, cái này các bác gửi thôi. À, cứ mỗi bữa thì ví dụ bữa trưa thì anh em xào kèm rau với cả rán một quả trứng, mỗi đứa một quả đây rồi. Mình chắc bạn các bạn nhỏ này không ăn nhiều đâu. Vâng. Hết rồi à? Hết cơm rồi à? Vâng. Hai đứa đây đi học là lớp mấy rồi đúng không? Đây là lớp 1 là còn tào lớp 3. Đấy, rất là ngoan các bác ạ. Phải nói mọi người là biết chào hỏi, nhìn thấy các cháu chưa? Ngoan lắm, giỏi lắm. Mình lớn rồi mình phải học tập. Có khi mình còn không bằng đúng không? Như chú ở đây bảo chào các chú còn sợ. Đây, các bạn nhỏ ngoan như thế cơ mà. Nói thật mọi người, nhiều quý khán giả nói là đôi khi là các cháu của nhà cháu Hiệp cũng thế thôi, cũng chưa lanh mồm bằng các bạn này. Các bạn được đi học cũng là khác thật. Để chia sẻ câu chuyện của em Pó thì cũng đã nói rất nhiều trong video khác rồi. Thì bây giờ thanh niên em, này. Bây giờ vợ em thì chắc cháu nó sẽ không lấy em. Sao thế? Bởi vì mình là người bị bệnh với lại người không như trước, và bây giờ sức khỏe em cả giấc nó... Nhưng mà chắc vẫn là quan tâm con cái thấy, có bảo gửi tiền về không? Nó bảo có nhưng mà nó không gửi. Nó bảo có gửi nhưng mà nó không gửi. Không gửi cho em thôi, chứ gửi cho các con, ví dụ thế. Các con nó vẫn không gửi. Cái đấy rất đó. Khó. Kệ. Hy vọng là đến Tết thì cái mắt bên trái của em lại nhìn thấy nhỉ? Mắt này không bao giờ nhìn thấy rồi. Bởi vì nó đau một căn mạch này, với lại nó đau mấy chỗ này. Mấy chỗ này nó mọc, nó cứ mọc nhiều mụn này, em cải đâu lắm. Cứ giống như kiểu kiếu cái gì trong đấy ra. Thôi, anh vẫn chỉ dặn em đó là gì? Lao động nhẹ nhàng thôi, làm việc nhẹ thôi. Rồi là gì? Cái quan trọng nhất là ăn uống để phục hồi. Em cứ để 1-2 năm em phục hồi khỏe hẳn, em hẵng làm việc khác. Bây giờ dù biết là rất là neo người, không làm thì không ai làm thật. Nhưng mà làm thì nó rất là nguy hiểm. Mình cứ túc tắc làm những cái việc nhẹ. Trước em đang bị bệnh, em đang nôn máu kia, anh phát kia nó bảo em mà, nó bảo là bây giờ chú Pó thì chắc là nếu mà kéo sống thì nó chỉ sống theo ngày thôi, nó không giúp được anh em. Ai dạ. Đấy, em nôn 6 lần máu, máu đêm á. Cái đấy nó bảo nếu mà sống thì vẫn chỉ nuôi sống theo ngày thôi, nó không giúp được. Đếm theo ngày thôi hả? Vâng. Cái đấy. Đấy. Hôm nay thì anh mua hai khay trứng này là 140, còn chỗ này là 860, anh gửi lại Pó nhé. Vâng. Là tổng là 1 triệu. Đây, 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ có tiền thì em sẽ làm gì? Bây giờ em, nếu mà có tiền thì em chỉ chuẩn bị đi báo thầy cống với lại chuẩn bị cống. Cúng. Vâng. May cúng, thì em cúng cái gì trước? Xem cống, cống trong nhà này anh. Mày thầy cống ra nhảy trong nhà này. Nhưng nhà mà cúng này. Về vấn đề gì? Cho nhà sạch sẽ, cái vấn đề là ông kia đi về đã hả? Vâng. Hay là cúng cái khác chứ? Nó cống một phát hết luôn anh ạ. À, tất cả luôn. Cống một phát tất cả. Đuổi cái kia là phải cần con gà cháo này, với lại cần tiền, cần mấy quả trứng mà nó không để được kia nữa. À, trứng ung kia hả? Vâng. Với lại mất tiền, với lại... Ngô với lại... Mỗi lần cúng như hết bao nhiêu? Lần này em cống chắc phải hết 1.800.000 tuần đấy. 1.800.000 là tiền cho thầy cúng à? Đấy là tiền thầy cúng xem này, nó là ít thôi anh ạ. À, ý là tổng tất là mình mua đồ ăn này, các thứ đúng không? Gà này. Vâng. À. Đồ thầy cúng thì chắc chỉ cho nó vài trăm, cho nó 200-300 đấy. Cho người phụ nó 100, chắc 400 tuần đấy. Xong là... Thế số tiền anh gửi là một phát hết luôn à? Đây anh. Còn không đủ, còn không đủ. Không sao đâu, để em đi. Em đi mượn quả bố mẹ một ít. Nhưng mà em chưa cảm ơn anh. Em xin cảm ơn các bác với lại các bác với các chị, các anh chị nhé. Anh cũng anh... chưa nói với em số tiền này là của ai, không phải của anh đâu nhé. Vâng. Với lại cảm ơn anh nhé, anh đã mất công. Ok em.
Các bác ạ, đây là số tiền của dì Ngân nhé, ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Thì chị ấy hay đặt tên là dì Ngân, đồng hành với kênh của anh rất nhiều rồi. Hoàn cảnh khó khăn nào thì chị cũng đều gửi. Đây là 1 triệu đồng, thì anh mua 2 khay trứng để các con đi học đã. Vâng. Đó. Sáng nay nấu cơm cho con đi học có những cái gì cho vào trong cái... Có đậu anh, em còn đậu. Đậu, đậu đũa hả? Vâng, không đậu. Đậu trong cái hạt đậu kia hả? Vâng, với lại cái đứa này nó không ăn cơm mà em cũng đi mua 1 cân cá khô về để cho nó. Đây là cho cá khô vào. Vâng. Cá khô là em xào riêng thôi anh ạ. Để... xào riêng không để riêng đúng không? Vâng. Ok. Xào riêng. Không... thật thà thế chứ. Nếu mà không muốn nuôi nó thì cũng sợ. Thế ăn. Hai bạn này không được ăn cá à? Có, em nấu cả. Thế là một ngày là sẽ nấu mấy con? 2 con thôi anh, một bữa 2 con. Một bữa 2 con. Vâng. Một cân sẽ được khoảng 5 bữa ở nhà. Vâng. Đó. Có đậu đũa với cả cá khô. Thật ra thì anh em mình cũng đã nói rồi, nhưng mà anh tính thế này này. Tại vì mỗi dân tộc, mỗi một cái phong tục, nếu mà chưa vội làm thì để khi nào mình có điều kiện mình hãng cúng sau. Nhưng mà không được anh. Không được à? Đây là thằng này, là đứa này là phải đổi 2 lần này. Đổi tên á hay đổi? Đi đổi nó ở trong kiểu trong ma về. Còn ma kiểu có ma tranh nó, bây giờ đi đổi phải mất tiền với lại mất... Nếu mình không đổi thì nó ốm đau hay là nó sẽ như nào? Nếu mà phong tục của người Mông thì em cũng không biết nữa. Nhưng mà nếu mà không đổi thì sợ có khi nó lại ngất hay là lại chết đi như thế nào đấy mình không biết. Nên mình phải cố. Ý là ma đang tranh hồn nó đi hả? Vâng. Với lại cái đứa này vẫn phải lấy gà đi đổi nó. Còn đứa này là không có. Thế theo quan niệm của người Mông là nếu như mà có một ai đấy đi chơi gái không sạch về vào nhà mình trước thì mình sẽ bị gì? Bởi vì mình có phong tục này, xong là nó có kiểu có ma đuổi theo nó. Đuổi theo cái vấn đề mà nó đi chơi với gái về, xong là nó vào nhà mình là nhà mình có. Thế bây giờ nó sẽ ở nhà mình đúng không? Vâng. Các bác nhé, chia sẻ với mọi người này, mọi người cũng đừng có nặng lời về cái vấn đề cúng bái. Thật ra mỗi dân tộc có một cái tín ngưỡng khác nhau, mỗi dân tộc có một cái vị tâm linh khác nhau trong nhà. Đương nhiên là anh em mình không mê tín, không mê tín và không tốn kém tiền để làm những cái vấn đề đó. Tuy nhiên thì bất cứ gia đình nào các bác cũng thế thôi, nếu như mà có một ai đấy đi quan hệ lung tung về ấy, người đại loại là không sạch ấy, mà về nhà mình thì chắc chắn là nhà mình sẽ phải gánh một cái hậu quả nào đấy. Có, nếu mà em cảm giác là không nuôi cái gì, nếu mà em nuôi trâu bò lợn thì chết. Trâu bò lợn sẽ chết. Đúng. Nếu mà không nuôi trâu bò lợn thì sẽ đến con người. Đúng. Cái đấy là đúng, bởi vì là không biết các bác, chỗ các bác thế nào, nhưng mà cháu Hiệp đã từng chiêm nghiệm rồi. Tức nghĩa là có một ai đó mà đi chơi gái lung tung về, xong là họ không vào nhà mình trước đâu, họ không vào nhà họ mà họ sẽ đi một nhà nào đấy trước để nhà đấy gánh hộ, thì chắc chắn là mình sẽ khuynh ra bại sản, mình sẽ làm gì cũng không nên. Trâu bò lợn gà là ốm đau chết. Nếu mà nó đi làm kiểu đấy về mà em mà mày thấy cống ra cống đưa đuổi nó đi là sau này vẫn đi vào nhà nó. Sẽ là đi vào chúng nhà nó. Sau này nó vẫn sẽ. Thế nên là cái việc em bó gọi thầy cúng về để dọn dẹp nhà cửa thì đấy là một cái rất là bình thường thôi. Có những cái tâm linh rất khó nói ra thì nhiều người bảo là mê tín, tuy nhiên thì nó là sự thật, mình mà không tín là lỡ ngớ là chết người đấy. Em ngay cả 2 cái chú đốt củi này vẫn phải, nếu mà cúng thì vẫn phải làm sao nhỉ, vẫn phải tế nó. Phải tế nó, bởi vì trước vợ chửi vợ nói xấu xấu ở đây rồi. Khó nói. Vợ mắng cái bếp nhiều quá rồi đúng không? Vợ bảo là chồng ơi, chồng bố ơi, mẹ chắc chắn mày chết mà. Đi mẹ trời ơi, mày chết chắc, mày chết rồi kiểu đấy. Chửi 2-3 lần kiểu đấy xong là bây giờ cũng có. Thôi thế này đi, bây giờ cũng muộn rồi. Hôm nay anh lên là anh thay mặt chị Ngân. Vâng. Hay gọi là dì Ngân đấy, dì ấy gửi cho anh 1 triệu đồng. Vâng. Thì anh cũng thấy các con đi học cũng không có gì ăn nên anh mua 2 khay trứng lên. Và số tiền còn lại là anh trao toàn bộ cho em rồi nhé. Vâng. Đấy. Để em cho tiền cho anh bơi sao. Ôi trời ơi. Thôi. Có tiền sao chứ? Thôi. Có tiền sao mà anh không, cũng mất anh công. Nói về thế này này. Anh mất công. Không.
tất cả những cái việc mà anh đi như thế này đều là tự nguyện. Không ai bắt anh phải đi, hay là anh đi không vì một cái lợi nhuận, không vì một cái mục đích gì cả. Nhưng mà anh không có sao. Rồi, anh hiểu rồi. Là anh hiểu cái vấn đề đấy. Thứ hai là anh bán hàng. Các bác, các cô, các chú xem được video này. Vâng, chị. Vâng, nhà ngồi đi. Vâng, các bác, các cô, các anh, các chị và mọi người đi, chị ơi, đang xem video và hỗ trợ ủng hộ cháu Hiệp một đơn hàng. Đấy cũng là đã giúp anh rồi, hiểu chưa? Là anh, anh. Thôi, mày cất ngay lập tức. Cần và đi thứ ba là gì? Trong những cái hành trình cháu Hiệp đi thì các bác cũng có hỗ trợ tiền xăng. Nên là anh phải nói như thế cho Pó hiểu, chứ không phải là gì cả nhé. Vâng. Đấy. Nên là bây giờ anh đã trao tiền tới tay rồi, đã mua đồ rồi. Thì anh chỉ muốn vẫn nhắc nhở em đó là gì? Làm việc nhẹ nhàng thôi. Vâng. Thứ hai là cái quan trọng nhất là cái thời điểm hồi phục. Nên là em cứ làm sao ăn uống đều đặn, ngủ nghỉ các thứ. Còn cúng bái thì mình vừa phải thôi. Cái gì nên thì làm thôi, còn không thì đừng có cúng lung tung. Đến lúc là tin theo thầy bói quá, thầy bói lại mang tiền, mang gà đi ăn hết đấy nhá. Cái nào nên thì làm thôi. Ví dụ bây giờ em làm cái quả này thì phải gọi ông kia về giả tiền chứ. Giả cả tiền, giả cả gà. Nó phải làm hết cho mình. Vâng, cho cả. Thế thì tiền này là không dùng đến, cái này cho các con đi học mua quần áo ấm thôi. Vâng. Nhá. Vâng, đấy lại chắc em phải đi bự bố mẹ tần khóa triệu dưới tần đấy. Ừ. Tức là nó phải lo cho mình hết rồi, mình mượn làm gì nữa. Mình phải, vẫn phải đi mượn. Bố mẹ còn đang nợ em. Đấy. À, bố mẹ đang nợ tiền xây nhà các kiểu đấy à? Vâng. Thế là mình đi lấy thôi, chứ không phải đi mượn nữa. Nói chung là mượn. Vâng. Đi lấy cái đấy rất khó. Vâng. Đấy, bây giờ anh em mình cũng vào cũng lâu lâu rồi. Một qua video này thì cảm ơn dì Ngân, chị Ngân rất là nhiều đã có món quà gửi tới gia đình em Pó. Với những cái câu chuyện của em Pó thì anh em mình không nhắc lại nhiều vì nó quá khổ rồi. Tuy nhiên thì tiếp tục lại là những cái câu nói của vợ nói về thì cũng hơi buồn tí. Bây giờ em biết tay này rồi, bây giờ nói em nghe tiếng rất khó. Thôi đúng không? Đó. Không nghe gió mấy. Vâng. Em rất khó. Đó. Em này thì sinh gọi là đi từ cõi chết trở về như đã nói rồi. Anh em mình trước khi kết thúc video thì rất mong là các bác sẽ có những cái sự hỗ trợ. Một đơn hàng, mặt ong hoa bạc hà hay là các mặt hàng mà cháu Hiệp đang bán ấy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.